Giáo hội Bangladesh kêu gọi hòa bình sau vụ thảm sát ở đồi Chittagong. Giáo hội và các nhà hoạt động vì quyền của dân tộc bản địa đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt các cuộc cạnh tranh chính trị và bạo lực ở đồi Chittagong sau khi 6 thành viên của một đảng dân tộc bị giết. Theo tường thuật của hãng tin UCA, hôm thứ Ba 7 tháng 7, một số người đã vào nhà một thủ lĩnh của phe MN Lamar, một đảng chính trị Pabadya Chattagram Jana Sanhati Samiti ở quận Bandaban, giết chết 6 người và làm 3 người bị thương nặng. Bạo lực và giết người không phải là điều mới trong khu vực đồi núi Bandaban, Rangamati và Khagrachari, mạng đông nam Bangladesh. Đây là nơi sinh sống của khoảng 25 nhóm dân tộc bản địa, chủ yếu là Phật tử và một số Kitô hữu. Kể từ năm 2017, đã có khoảng 70 người bị giết, chủ yếu là các nhà lãnh đạo và thành viên của các đảng chính trị dân tộc. Sanchip Rong, thư ký của Diễn đàn Người Bản Địa Bangladesh, một nhóm dân tộc vì quyền của người bản địa, đã lên án tình trạng bạo lực và yêu cầu chính phủ chịu trách nhiệm cho hòa bình trong khu vực. Tharo, một thành viên của nhóm dân tộc công giáo Garo, nói với hãng tin UCA, không thể chấp nhận hành vi giết người, cần phải lên án mạnh mẽ. Chính quyền phải giải thích lý do tại sao họ không thể bảo đảm sự an toàn và an ninh cho người dân. Theo Trump, việc không thực hiện thỏa thuận hòa bình năm 1997 giữa chính phủ Bangladesh và người dân bản địa ở đồi Chittagong, những tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết giữa người bản địa và người Bengal và chính sách chia rẽ và cai trị là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn và thiếu hòa bình. Trong nhấn mạnh, 20 năm đã trôi qua nhưng thỏa thuận hòa bình không được thực thi một cách chính xác. Điều này tạo ra sự thất vọng nơi người dân. Bên cạnh đó, các lực lượng đang hoạt động trên đồi với mục đích cố giữ lợi ích riêng và những nguyên nhân gây ra xung đột. Tất cả phải được giải quyết để chấm dứt xung đột và mang lại hòa bình cho các ngọn đồi. Cha Albert Soren, điều phối viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình đồi Chittagong của Tổng giáo phận Chittagong, đã lên án các vụ giết người và kêu gọi chấm dứt bạo lực. Cha nói, bạo lực ở đồi Chittagong gieo rắc sự hoảng loạn nơi các linh mục khi các vị đến các ngôi làng dưới sự giám sát của các đảng chính trị khác nhau. Người dân của chúng tôi sống trong sợ hãi. Bất kỳ hình thức bạo lực nào cũng phải chấm dứt và hòa bình phải được thiết lập. Cha kết luận bằng cách nhắc lại việc Tổng giáo phận do Đức cha Mose Costa hướng dẫn đã tham gia vào các phiên đối thoại với nhiều nhóm khác nhau, bao gồm các đảng chính trị và chính quyền, nhưng trong các buổi gặp gỡ này, kết quả không khả quan.